Tiếp theo đây là một chiếc xe taxi màu vàng các bạn ơi. Màu vàng này rất là đẹp, rất là dễ thương nha. New York City này. Đây là bảng giá cước này. Wow, đèn rất là sáng nha. Ok, let's go. Wow, yeah. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe nắng này các bạn. Chuyển nắng hoa hỏa nha. Tốt lắm. Cho nên nắng lên hạ xuống. Tân đến nữa này. Ok, wow, và sẽ phải cùng đây là dễ dàng nha. Còn đây là một cuộc xe dịp các bạn này. Xe này cũng để hình đúng nha. Đây phía trên nó có 4 cái đèn các bạn này. Có 2 ghế ngồi thôi nha. Đây phía sau có một cái móc để kéo xe này các bạn. Ok, let's go. Wow,